Dâu dâu dâu, ba còn sâu. Chào mừng năm, chào anh em quay trở lại cùng với MBG trong series bình luận PK server. Và đây là MBG hàng nhái từ server US với chế độ Element Inherit Smack. Đừng quên 30 giờ hàng ngày, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ anh em nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nghiệp đấu đầu tiên với Black Bear, con gấu đen. Vâng, con gấu đen đến từ server 43 anh em ạ. Ôi thôi, đánh đấm cái đéo gì nữa đây các bạn. Choi nó lại còn không sợ Mia nữa cơ. Thế nó mới cày nhờ ạ. Choi đấy nó không sợ Mia. Choi sợ Mia. Choi nó lại không sợ Mia. Khó nhỉ. Choi đâu mà không sợ Mia cơ nhờ. Còn tay khác là được. Ok. Rồi nếu mà Elizabeth hay là Marie hay là Hotaru mỗi thứ còn chơi được. Một vấn đề Choi lại không sợ Mia. Cái mạnh nhất của Mia là phản đam thì Choi nó lại không sợ. Đấy, cay nhỉ. Khó là đánh kiểu gì cho ra ngu ra khoai vậy. Quát mà không vào sớm thì cũng hẹo. Vào sớm thì cũng hẹo. Tự nhiên nên vào kiểu gì nhỉ. Khổ. Ái da 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 da. Black Bear. Còn gấu đen đến được server 43. Đã có cơ hội nào để chiến thắng nghiền đấu này hay không? Trước khi đối thủ không mang Choi vào thì cũng có nhìn đáy được. Chứ cần xác định là có Choi trong đội hình thì gần như là hẹo đi nhỉ. Xác định có Choi trong đội hình là hẹo rồi. Kỳ dị quá, kỳ dị quá. Clip được của nó đấy, nhưng mà cũng không ăn thua anh em ạ. Vẫn hẹo sợ bẹo mà thôi. Sức sát thương này nó quá khủng bố rồi nha. Khó à. Đúng rồi, đến đây là chúng ta đã biết đấy, khó rồi. Đấy, anh em nhìn ra nó có bị phản đâu. Bình thường thằng khác là phản hết lại máu rồi. Chắc Mia chết lùi quá. Ô, vậy là ta đi kế thừa cho Mia. Rồi, kế thừa hay không kế thừa thì cũng vậy mà thôi anh em. Surrender là điều mà tất cả chúng ta đều dự đoán được là trong kèo đấu vừa rồi. Với lượng sát thương khủng bố đến từ Choi thì gần như là chúng ta không có cơ hội. Cũng đến với game đấu số 2 nè. Cũng chờ đón xem đối thủ số 2 của chúng ta là ai. Ôi trời, chết rồi. Vãi cả I am Perez ạ. Chủ tịch câu lạc bộ Real Madrid. Vị chủ tịch vĩ đại. Chính xác, chúng ta có thể gọi Perez là một vị chủ tịch vĩ đại của Real Madrid được. Với những thành công mà Perez mang lại thì nó là khủng khiếp, đúng rồi nhỉ. Mặc dù hình như Perez không phải người đứng ra mua Cristiano Ronaldo đâu, nhưng mà ông là người lại là vị chủ tịch mà được lòng dân nhiều nhất. Khó nhè, kèo này đánh thế nào cho nó thắng được không nhỉ. Không có hiệu ứng cứng. Lại ơi, không có hiệu ứng cứng. Không có hiệu ứng cứng mà hiệu ứng mềm. Khó ghê ta. Cửa dưới rồi lại còn. Không có hiệu ứng cứng, không làm gì được con Terry cả.
DPS đâu. Cũng vãi. Đúng một con duy nhất DPS luôn anh em. À, nó lại giải cái kiểu này cay nhè. Mất combo quá. Choáng lại cái này. Giảm nộ xuống. Cũng biết là nó vẫn đầy 2000 nộ hay không, nhưng mà kiểu gì thì Mizu chết anh em nhé. Giết được Athena đã là thành công rồi với combo vừa rồi. Tôi đang tiếc là chúng ta không có CC cứng. Maxima vẫn chết. À, quả đao nổ lại đẹp thế. Quả đao nổ lại đẹp thế. Get ready. Không chịu nhè. Không chịu nhè. Chắc chắn là Maxima chết rồi. Ừ, chết theo. Đâu là hiệu ứng chơi này gì cả. Hiệu ứng rộng giải ra nhỉ. Chắc chắn là chết rồi nhỉ. Không sống được. Get ready. Giết một vài nốt. Get ready. Còn giết một vài. Thứ vài. Carry hết nội tại đi nhỉ. Carry hết nội tại cho anh em nhỉ. Má nó lại vàng người đi ấy. Người nó mới ác cay nhỉ. Mẹ vàng người lại đánh nó. Người vàng nó ra chứ. Bỏ đèn không nhiều sao. Vàng người nó mới ác cay tôi đi ấy. Mẹ lại phấn nộ lên nhỉ. Nó không phun nổ đấy về. Đấy, phun nổ thì chịu rồi. Phun nổ thì chịu chết rồi. Mẹ nó vàng người đúng, đúng lúc thật đấy. Nó vàng người đúng lúc quá. Không CC được thì thua. Ôi không CC được rồi. Không CC được rồi. Không CC được rồi. Lừa anh em thôi. Thằng này làm gì có nội tại nữa. Vâng, vậy là chủ tịch câu lạc bộ Real Madrid Perez đã phải nằm xuống dưới tay của Messi hàng nhái. Một chiến thắng vô cùng quan trọng trước bộ đôi
Terry và Terrico không phải ai cũng làm được chiến thắng này đâu anh em ạ, cũng không phải ai có chiến thắng này đâu, một chiến thắng rất khó. Ủa, mẹ một ngày gì vậy, chúng ta vừa gặp chủ tịch câu lạc bộ Real Madrid thì sang game đấu số 2 chúng ta còn gặp một nhân vật nó còn đáng sợ hơn, đó chính là Ed. Vâng ạ, Ed đến từ thế giới của One Punch, à One Punch Man, à không phải One Piece, chị quên mất anh em. Đó là anh trai của Luffy. Quá kinh khủng luôn ạ. Tôi không nghĩ là chúng ta lại gặp một lúc đến chúng ta không nghĩ tôi không nghĩ chúng ta gặp một lúc đến hai nhân vật có tiếng nói và tầm quan trọng bậc nhất trong thế giới thời điểm hiện tại này. Ed mặc dù đã phải nằm xuống cách đây 2 năm trước tham tiếp, chính xác nó còn phải hơn 2 năm, nó phải mấy năm rồi, nó vẫn đang hiện diện ở đây, rất đáng sợ. Đám đâu mà phập nhau vậy trời. Nhưng mà chúng ta vừa gặp chủ tịch Perez xong thì đến gặp Ed, không biết game sau thì chúng ta sẽ gặp ai nữa đây. Toàn những nhân vật có tiếng nói, rất có nhiều tiếng nói ở đằng khác. Ngồi chào này vào thì cũng là tha hồ nộ à nhờ. Tôi đang hình dung đến quả Miku với Mai trong một đội hình thì mà có mà nộ chồng nộ à, đam mà không có để không có đam. Có ba chị em vòng vẩy được, ba chị em vòng vẩy thì em không bút cho con nọ để bút cho con kia, vẩy lên kinh lắm, nghĩ cảnh nó cứ sướng rồi đấy. Rồi mẹ Mai thì bộ mới tiếp bút cho Mai đi, ui ôi bút cho con em cũng được, bút cho con nào cũng được các bạn ạ, mẹ cơ bản chúng ta bút cho con nào cũng ok. Ôi, căng thẳng quá. VC à? Ôi, VC bị phá bút đấy bạn ơi. Bạn sai vãi cả đái ra. Chiru thường ở chế độ kim thường không phá bút, nhưng mà Chiru sầm mắt lại phá bút nha các bạn nhé. Anh Niên sai vãi ra. Mẹ mình đã mang cả cái loại này vào nữa. Tăng công thần trưởng lên anh em. Sorry bạn chứ vào đây thì bạn ăn quả phá bút vãi cả lọ ra rồi bạn ạ. Đây à, mình phá bút cho bạn phát đã nhá. À, bạn thấy không? Đúng nhở, mình tin tưởng sớm mắc nó phá bút này anh em nhở. Sớm mắc nó phá bút cơ mà. Ôi dồi ôi, đánh cái gì nữa bạn ơi. Đánh cái gì nữa bạn ơi. À, DC này có tỷ lệ thế à? Đúng, mình nhớ hay là con Chiru ở bên, hay con Chiru bên server Nhật phá bút nhỉ? Mình nhớ trước mình xem mình làm một clip rồi. Mẹ. Lại nhầm với cả xem lại nhá, đọc lại Chiru nhầm. Nhầm à? Ồ, mai quý quá nhỉ. Đây nhá, đọc Chiru Smack các bạn nhé. Chiru sao ở Nhật nha anh em. Nhớ kỹ năng luôn này, đây. Rồi, đây, kỹ năng cực kỳ Smack tấn công một hàng ngang kẻ địch, giải hiệu ứng có lợi của mục tiêu, đồng thời gây sát thương lan tỏa toàn bộ địch, có 36% tỷ lệ gây cơm lặng toàn bộ địch nên anh em, giải hiệu ứng có lợi của mục tiêu này anh em đọc thấy không. Còn Hixi như vừa rồi là tăng trang cái tinh thần như ở trong sờ mắc là nó không bị giải ra hay sao. Hình như là vậy anh em nhé. Đây này, sờ mắc có link kỹ sở giải hiệu ứng có lợi về mục tiêu. Ngày xưa nhìn sớm mắt của mấy cái võ sĩ tư chất này anh em nhìn được có 2 dòng anh em một cười vãi, mỗi con có đúng 2 dòng không có dòng thứ 3 bao giờ. Hôm nay sát thương này cũng đủ rồi anh em,
nó có còn là hồi sinh không ta? À, Sương Mi kia không hồi sinh được, đúng không? Sương Mi kia không hồi sinh được. Đấy, nó đơn giản là chỉ có đúng hai dòng đúng không nhỉ? Ngày xưa Smash cảm giác là đơn giản thật sự, nó không khó hiểu như bây giờ. Nó đơn giản lắm anh em, Smash này. Kỹ năng này, từ khi tấn công vào một kẻ địch có 25% tỷ lệ gây cầm lặng hết. Mắt Linh kỹ sở, tấn công vào một kẻ địch có 32% tỷ lệ cầm lặng, tăng thêm 4% nữa hết. Smash lên, vẫn tấn công toàn bộ kẻ địch có hiệu ứng giải có lợi của mục tiêu, đồng thời gây sát thương Galan và có đến 36% tỷ lệ gây cầm lặng hết, lại thêm 34% nữa. Đơn giản thôi anh em, ngày xưa những cái Smash nó nhẹ nhàng nhỉ, tình cảm nhỉ, đọc nó nhanh gọn, chả có cái gì cả. Không giống bây giờ nào thì gây thêm phần trăm rồi. Ui, Sakazaki Yuri 14, mẹ. Hôm nay mình gặp toàn những nhân vật bá đạo anh em ạ. Vừa gặp Perez rồi, gặp S rồi, bây giờ lại gặp mẹ Sakazaki Yuri nữa cơ à. Toàn những nhân vật có tiếng nói thôi, cho ai mà cứ lắc à. Khó dành cho tem bạn rồi. Thật sự là ó sự khó dành cho tem bạn rồi. Kèo này thì tem bạn lấy gì ra để chống này anh em. Còn cũng còn hồi sinh nữa. Trang béo là một nhân vật tốt. Có nào gây hiệu ứng không? Mà Choi sợ gì hiệu ứng anh em. Ai chứ Choi thì không bao giờ sợ hiệu ứng. Ai chứ Choi thì không bao giờ sợ hiệu ứng. Nên nhớ đang chúng ta đang trong chế độ sớm mắc nên là hiệu ứng là vô nghĩa với Choi anh em. Đang trong chế độ sớm mắc nên hiệu ứng là vô nghĩa với Choi anh em. Cú cào, những cú cấu. Những cú cào và những cú cấu. Thế thôi, cuộc sống. Cuộc sống đơn giản. Nhè. Cuộc sống nó là đơn giản. Cuộc sống nó là đơn giản. Cuộc sống nó đơn giản thật sự anh em ạ. Cuộc sống nó đơn giản thật sự. Cuộc sống nó đơn giản thật sự. Tí thì chúng ta mẹ quả này mà không phải cờ lắc thì chúng ta thắng luôn trong một turn. Đối thủ không kịp làm gì. Cuộc sống nó là đơn giản và giản đơn rất nhiều. Khi mà sở hữu cho mình Choi Smart ở trong đội hình. Quá tù mèo mà. Thế rồi nhỉ. Kèo đến giống như trận đấu đầu tiên thôi. Mình quýt cho nó nhanh. Và đang thi triển được 2 tuyệt kỹ thì quýt chứ. Chứ làm gì có cái cơ hội nhỉ. Làm gì có cái cơ hội nào để mon men với chúng tôi ở đây đúng không. Tôi cũng thèm mang ai vào. Ơ kìa. Thế cay nhỉ. Cay nhẹ. Không quả độc chiêu. Cay mãi. Mấy áo thầm lan con gì vào. Đấy thôi là đủ rồi nhá. Lần sau mình cho kết thúc trận đấu đi. Không cho ai vào nữa. Đã bay màu con nào đâu. Còn hàng tỷ đã bay màu. Để làm gì chóa lại làm cái gì đúng không. À, về vẫn bị tao nộ à. Láo tuét nhè. Về vẫn bị bao đao nộ cơ à. Kinh nhè. Bị đao nộ à. Không bị đao nộ nhè. Ừ. Thế mà không chết con Choi. À thế mà không chết con Kula. Bị đau nộ đến từ Clark nha anh em nhé. Con Choi vừa rồi bị đau nộ đến từ Clark. À, kết thúc trận đấu rồi. Đối thủ Sakazaki Yuri 14 nên quýt rồi. Không chống được.
ta cùng đến với game đấu số 5 à? Ờ đúng chính xác game đấu số 5 đấy nhỉ. Hành hạ được bộ đôi Terry và Terrico đã tuyệt vời rồi. Giả sức nào phát, thế đéo nào hôm nay ngày tôi gặp toàn những nhân vật mẹ rất nổi tiếng luôn anh em ạ. Jesus Navas chắc anh em không lạ nữa rồi phải đúng không? Jesus của bây giờ ngày xưa của Man City bây giờ chuyển sang Arsenal. Navas thì anh em biết là thủ môn huyền thoại của Real Madrid cũng cùng với Ronaldo và đây là đệ của Perez mua cả mã. Đấy à? Không có mày chị em nhá. Đúng không? Bây giờ lại gặp Jesus Navas, vừa gặp Juri 14, ngày một ngày gặp toàn người nổi tiếng đến từ MVG hàng nhái mà thôi. Đáng sợ thật. Ngày gặp không biết bao nhiêu nhân vật nổi tiếng đến từ MBG hàng nhái đây. Nó con này giải ứng thì anh em bế đấy các bạn. Ngày rất tuyệt vời của MBG hàng nhái khi gặp vô số những người nổi tiếng. Hôm nay mức tăng thủ tí Maxima. Dã man thật đấy. Quá nhiều người nổi tiếng trong câu chuyện này. Nên mang Terry vào không? Có thì nhỉ. Maxima vào được. Này vào được. Cái này vào được. Nhà yeah. Combo Maxima Terry. Kỳ đấy. Mày chờ chắc bỏ mạng luôn. Nhưng mà đem Maxima lên nộ. Thôi khả năng là thế rồi. Khả năng là thế rồi. Đúng bài là mày chờ. Mấy cái khiên. Mày chờ hai cái khiên này nhá. Mày chờ hai cái khiên rồi. Ồ, thế mà không chết hai lần kia nhở? Bản to cái mà không chết hai lần kia nhỉ? Cho tí máu đã nào. Ôi cho tí áo sâm máu nữa nào. Vả phát nữa à? Vả phát nữa à? Vả lại phát nữa thì cháu lại xin thôi. Không vả lại phát nữa thì cháu lại xin thôi. Cháu lại xin tí máu rồi. Cháu lại xin tí máu rồi. Cháu lại xin tí tiết thôi. Cháu lại xin tí tiết thôi. Không có combo xuất hiện ở đây cả. Jesus Navas bất sức lực rồi. Cháu lại xin tí tiết thôi. Nào combo nốt cả phải đi. Combo nốt cả phải phát cuối đi. Combo nốt phát cuối đi. Ta phải đánh không lên nổ nha anh em. Ồ, chưa chết Maxima. Chưa chết cả Maxima nữa. Đó là chiến thắng của em đi dàn nhái trước Jesus Navas. Gặp không biết bao nhiêu người nổi tiếng và người nổi tiếng cuối cùng của chúng ta là gặp là ai đây? Người nổi tiếng cuối cùng chẳng nhẽ lại là Tlu. Vâng, Việt Nam muôn năm. Vâng, đây là một trong những văn cuồng rất lớn của Việt Nam mình và mình trân trọng điều đó. Việt Nam muôn năm. Mày kìa lấy init dụ nó ấy nhở. Thôi nó phải lấy Kyo với cả Iori dị rồi, là cái chắc anh em. Anh nhiên lại không lấy thế thì sai quá. Con tanh sợ. Ờ.
nó là vứt Yuri cho mình để đánh rắn luôn. Đang ý định đánh rắn anh ạ. Yuri cho đánh rắn luôn. Đánh rắn đậm cỏ luôn anh ạ. Vứt Yuri cho tao. Đánh rắn luôn. Việt Nam luôn nào. Đánh rắn đậm cỏ. Đánh rắn động cỏ luôn. Mà dầm nộ cay nhạt. Ôi, má còn init à? Mày lên quả trí thế thì mày hại anh rồi init ơi. Mày lên quả trí thế thì mày hại anh quá init ơi. Tôi không nghĩ mày lên quả trí đó ấy. Mày lên quả trí đó thì mày hại anh quá init à? À, một quả trí sai lầm đến từ vị trí của init. Cái giá phải trả là init phải nằm xuống. Cày thật đấy. Đánh cái gì nữa anh em? Quả con init để lên quả trí là mình hụt hẫng. Sau hồn mộ. Khi mộ chưa được chưa được. Ây da, mẹ sợ mắc chi nữa. Đưa đi dự cơ sau khi lại bắn nổ đi. Ôi, khó chịu. Phải là thật máu nhất. Thua, thua rồi. Bỏ quá. Thua rồi. Nếu có đàm là cái xử lý rồi. Con này, mình tưởng Billy nó phải ném quả lửa đằng sau vô nhở. Chứ này không ném luôn. Đằng này không ném quả lửa đằng sau. Mày không ném còn lửa đằng sau. Rồi, tung phát thật kỹ được quýt này nha. Thằng gì còn cái văn vở gì nữa đâu. Còn văn vở gì nữa đâu. Ôi giời ôi. Tưởng quả Zero chí mạng. Ai da. Rất tiếc và Surrender. Việt Nam mua Nam. Việt Nam mua Nam. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho em Minzy hàng nhảy như series bình luận PK Linh Server nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.